Trong chuyên mục câu chuyện thể thao ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng gặp gỡ Phạm Trọng Thi, một cầu thủ tân bóng nghệ thuật nổi tiếng tại thành phố Hồ Chí Minh, nhưng là trong một vai trò khác, nơi anh có thể kết hợp cả ba yếu tố: chuyên môn, niềm đam mê và mơ ước. Đó là công việc của một người sáng tạo nội dung, sản xuất các video clip về bóng đá trên YouTube. Xin chào, tôi là Phạm Trọng Thi. Hiện tại tôi là cầu thủ bóng đá đường phố và YouTuber mạng bóng đá. Có nhiều cách để tận hưởng niềm đam mê bóng đá. Có người sẽ chọn trở thành cầu thủ, làm một huấn luyện viên, bình luận viên, một phóng viên mạng bóng đá, hay chỉ đơn giản là tụ tập bạn bè, những người có chung sở thích để cùng xem và bình luận về các trận đấu. Còn với Phạm Trọng Thi, trở thành một YouTuber, người sáng tạo nội dung video clip và chia sẻ chúng trên YouTube là một công việc hiện nay được rất nhiều người, đặc biệt là các bạn trẻ theo đuổi, giúp anh đưa bóng đá vào trong mọi sinh hoạt hàng ngày để sống với niềm đam mê một cách trọn vẹn nhất. Mình đã theo cái môn đó được 10 năm và mình sống với cái nghề đó, là nghề biểu diễn tân bóng nghệ thuật. Nhưng mà thời đại thì bây giờ nó thay đổi, nó không còn giống như ngày xưa. Ngày xưa là tức là mình muốn gặp gỡ mọi người, mình phải tham tới sự kiện để mình gặp trực tiếp với mọi người. Nhưng mà thời đại bây giờ thì nó chuyển sang một cái gì đó, nó công nghệ về Internet chẳng hạn, thì mình phải tiếp xúc với mọi người thông qua những cái nền tảng của mạng xã hội. Thấy mọi người đang làm những cái ấn phẩm khác mà không liên quan gì bóng đá cả, thì mình cũng thử mình làm một số cái sản phẩm về bóng đá để gọi như là tạo được những cái niềm cảm hứng, truyền cái đam mê bóng đá của mình để kích thích mọi người có thể ra sân tập luyện và phát triển kỹ năng của mình. Kênh YouTube Thi Freestyle Soccer có hơn 235.000 lượt đăng ký và trang fanpage với 61.000 lượt theo dõi, là nơi Trọng Thi chia sẻ những kỷ niệm, kinh nghiệm và những câu chuyện thú vị trên sân bóng. Cũng như nhiều YouTuber, việc xây dựng nội dung một bài viết, tự quay, dàn dựng các video clip mang đến cho anh những trải nghiệm thú vị. Trong lúc mình làm những cái sản phẩm này có nhiều cái phát sinh mà mình cũng không có nghĩ tới. Nhưng mình đã soạn những cái kịch bản A, B, C, X, Y, Z để mình lên kế hoạch mình sản xuất mà mình quay. Nhưng tới lúc sản xuất thì đùng cái nhiều việc nó xảy ra, mình không kiểm soát được, mình phải ứng phó, nó thay đổi. Mạng xã hội tạo ra một môi trường đầy tiềm năng để người dùng được kết nối, thỏa sức sáng tạo và có nguồn thu nhập ổn định. Nhưng bên cạnh đó, một bộ phận vì muốn thu hút sự quan tâm mà bất chấp tạo ra các video clip có phần phản cảm, đi ngược lại với những tiêu chuẩn chung của xã hội. Dù biết mối quan hệ cung cầu giữa YouTuber và người xem quyết định đến nội dung sản phẩm, nhưng chính bản thân người làm nội dung vẫn có thể tác động, làm thay đổi thị hiếu của người xem theo hướng tích cực hơn. Cái lượt view trên YouTube là một cái động lực của mình thôi. Nhiều thì nó tốt, có động lực để mình làm. Còn quan trọng nhất đối với bản thân đó là cái gốc rễ của mình, là mình đem đến những sản phẩm tốt cho mọi người cùng xem, và có thể mọi người xem cái view clip của mình, mọi người có cái động lực để mang bóng ra sân tập luyện. Đó là cái tiêu chí của mình nghĩ đến ngay bây giờ và có thể là cả sau này nữa, là mình mọi người phải xem những cái view clip mình và họ tràn đầy cái cảm hứng tập luyện, năng lượng tích cực trong đời sống. Không đơn giản chỉ là xem xong rồi thôi, xem xong là họ phải cảm thấy hứng khởi và cầm quả bóng lao ra sân tập ngay cái động tác của mình vừa mới làm.